RMIT Việt Nam, nơi hành trình của tôi bắt đầu. Tôi học hỏi để sở hữu những tri thức. Tôi trải nghiệm để thành thạo những kỹ năng. Và tôi gặt hái những thành công. Tôi khao khát khám phá và tự tin dẫn đầu. Tôi là sinh viên RMIT Việt Nam.